Chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp nha. Tôi sẽ đọc một câu, quý vị sẽ đọc một câu. Chúng ta đọc lớn tiếng và đồng thanh với nhau. Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Đức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lân cận tôi? Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Đến bữa sau lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốt tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Thầy dạy luật thưa: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi làm theo như vậy. Một lần nữa chúng ta nhắm mắt cúi đầu, tôi sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều. Trong buổi sáng Chủ nhật này, chúng con được nhóm họp để thờ phượng và lắng nghe lời của Ngài. Xin lời của Ngài là ngọn đèn cho chân chúng con và ánh sáng cho đường lối của chúng con. Lời của Ngài sẽ là thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh chúng con mỗi một ngày. Lời của Ngài gột rửa tất cả những cáu cặn, những nhơ bẩn, những ô uế, những xấu xa trong đời sống của chúng con. Lời của Ngài xin giấu ở trong lòng của chúng con, và Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật sẽ dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật lời Chúa, nhắc cho chúng con nhớ tới những gì chúng con đã được học, những gì chúng con đã được nghe từ các bài giảng, từ giờ tĩnh nguyện riêng tư, để lời đấy sẽ luôn luôn ở trong tâm trí chúng con và dìu dắt cuộc đời của chúng con. Rồi sáng của chúng con cầu nguyện chúc phước cho đường truyền Internet, cầu nguyện chúc phước cho các anh chị em chúng con đang nghe qua online. Tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu kể cái câu chuyện này đó để dạy cho các môn đồ của Ngài thế nào là tình yêu thương đích thực. Chúng ta đã vừa nghe cái câu chuyện người Samari nhân lành. Thì quý vị thấy rằng là tình yêu thương đích thực Chúa Giêsu dạy ấy, nó khác gì so với thầy tế lễ và người Lê Vi. Và hai đối tượng này có gì đối lập đối với người Samari? Thầy tế lễ và người Lê Vi là thuộc về dân tộc nào ạ? Dân tộc Do Thái. Còn người Samari thì là dân tộc gọi là Do Thái Lai. Mà người Do Thái với người Do Thái Lai ấy, thì không giao thiệp với nhau. Cái người Do Thái, người Lê Vi và người thầy tế lễ thuộc về dòng Do Thái thuần chủng ấy, rất khinh cái người Do Thái Lai. Cái dân tộc Samari ấy, họ cũng là người Do Thái, nhưng mà họ bị lai vào cái thời kỳ khi mà người Babylon bắt người Do Thái đi lưu đày đấy. Thì đồng thời thì người Babylon đưa các dân tộc lân bang đến sinh sống ở tại Samari luôn. Thế là họ kết hôn với nhau. Kết hôn với nhau, thế là vừa người Do Thái lấy cái người ngoại bang thành dân tộc lai. Còn những cái người Do Thái ở các vùng khác thì họ giữ rất là nghiêm chỉnh, không lấy người ngoại bang. Trải qua thời gian và năm tháng ấy, thì hai cái nhóm dân ấy vẫn phát triển. Nhưng mà người Do Thái thuần chủng ấy có một cái nhìn khinh miệt đối với người Do Thái lai. Bởi vì một phần chúng ta cũng dễ hiểu, vì lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Khi Chúa bảo dân Israel đi vào trong xứ hứa là không được lấy người địa phương, chỉ lấy người Do Thái thôi. Không được kết hôn với người địa phương, và không được kết hôn với bất cứ một người dân tộc nào khác, chỉ được kết hôn với người dân tộc mình là người Do Thái. Nhưng mà quý vị thấy không ạ, trong cái câu chuyện này đó là một người thì gặp nạn ở giữa đường. Cái người Do Thái thuần chủng á, trong đây có hai cái nhân vật được đặt tên, được đọc tên ấy, đó là ai? Thầy tế lễ. Thầy tế lễ là ai? Thầy tế lễ đúng là người Do Thái, người Lê Vi cũng là người Do Thái thuần chủng, nhưng mà về phương diện từ ngữ thì nó giúp cho chúng ta hiểu rằng khi mà nói đến thầy tế lễ là nói đến ai? Là những người đại diện cho Chúa, đại diện cho Chúa, đại diện cho dân sự. Bởi vì khi dân sự phạm tội thì gặp thầy tế lễ để làm tế lễ chuộc tội. Coi như là thầy tế lễ là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Còn người Lê Vi là ai? Thầy tế lễ ra từ dòng Lê Vi. Người thầy tế lễ không được chọn từ bất cứ một dòng nào khác mà thuộc về dòng Lê Vi mà thôi. Và khi hai đối tượng này được đề cập ấy, nó đại diện cho cả cái người Do Thái thuần chủng. Chúa Giêsu nói rằng là những người có một cái niềm tự hào về dân tộc, tự hào về việc là mình giữ được cái dòng giống thuần chủng này, tự hào vì mình có luật pháp của Chúa này, tự hào vì có lời của Chúa, nhưng mà không bằng cái người được cho là ngoại đạo kia. Cái cách cư xử giữa con người với con người thì không bằng cái người ngoại đạo, không bằng cái người mà dân tộc Do Thái khinh thường. Người Lê Vi và thầy tế lễ thì tự hào vì mình có Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu kể câu chuyện này để nói rằng là cái niềm tin của họ, cái việc giữ cho cái dòng giống của họ thuần chủng ở trong dân Do Thái theo lời Chúa dạy là rất tốt, nhưng mối quan hệ giữa con người với con người thì họ không bằng những cái người mà họ khinh rẻ. Anh chị em có biết một điều rằng là chúng ta không được cứu bởi việc làm lành không ạ? Đạo của Chúa khác với rất nhiều các tôn giáo khác ở trên thế giới này. Các tôn giáo khác trên thế giới thì dạy chúng ta là phải trở thành một người hoàn thiện thì mình mới được sự cứu rỗi, mình mới được siêu thoát. Thực tế là trên đời này chẳng có ai hoàn thiện hết. Dù cho chúng ta có tu với bất cứ một hình thức nào, chúng ta cũng không bao giờ có thể trở nên hoàn thiện. Việc tu dưỡng nó chỉ giúp cho chúng ta bớt đi cái tội lỗi, bớt đi điều sai, chứ không làm chúng ta sạch tất cả những tội lỗi và điều sai. Chỉ có duy nhất một điều khiến cho chúng ta được sạch tội lỗi, đó là huyết Đức Chúa Giêsu Christ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 10. Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Kinh Thánh nói làm sao? Chúng ta không được cứu bởi việc lành, nhưng chúng ta được cứu rồi thì lại phải làm lành. Quý vị thấy có sự khác biệt chưa? Chúng ta không được cứu bởi một đời sống đạo đức thiện lành, nhưng chúng ta đã được cứu rồi thì bắt buộc phải sống một đời sống đạo đức thiện lành. Vì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rõ là Ngài tạo nên chúng ta để làm việc lành. Nhưng mà chúng ta không phải làm việc lành để được sự cứu rỗi. Vì nếu chúng ta làm việc lành để được sự cứu rỗi thì Chúa Giêsu đâu cần chết cho chúng ta. Nhưng khi một người được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa rồi thì người đó sẽ bày tỏ sự nhân từ và thương xót của Chúa cho thế giới này bằng những việc lành. Bản chất của ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt, thì con của Chúa lại bày tỏ cái bản chất của Chúa, đó là thương người, giúp người và cứu người. Như vậy khi chúng ta làm việc lành ấy, điều đầu tiên ấy, đó là chúng ta làm việc tốt cho người khác là chúng ta đang làm cho chính Chúa của chúng ta. Chúng ta xem trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu số 40. Vua trả lời rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Cũng giống như là thầy Tê Lễ và người Lê Vi này, họ nghĩ rằng là đã là phục vụ Chúa thì cứ phải ở trong đền thờ, cứ phải hát những bài thánh ca, cứ phải đi quét dọn ở trong nhà thờ, hay là đánh đàn trong nhà thờ, hay là những cái gì liên quan đến đền thờ thì mới là phục vụ Chúa. Nhưng Chúa Giêsu lại kể câu chuyện này để cho họ hiểu một điều rộng hơn nữa là phục vụ Chúa không phải chỉ là ở trong đền thờ. Đúng là thầy tế lễ thì anh làm lễ cho dân chúng này, anh cầu nguyện cho dân chúng này, anh đã làm phục vụ Chúa rồi, nhưng mà nó không phải chỉ dừng lại ở đó nữa. Phục vụ Chúa là bất cứ một cái gì chúng ta có thể làm điều tốt cho những người khác. Đấy cũng là sự phục vụ Chúa. Khi chúng ta làm những việc tốt cho khác, đấy là cho người khác, đấy là chúng ta đang làm cho Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 chúng ta vừa đọc cái kể câu chuyện. Chúa Giêsu kể câu chuyện đến ngày phán xét đấy, Ngài sẽ phân ra giữa chiên và dê. Con chiên là những con như nào? Là những con, đặc điểm của con chiên đó là làm việc tốt. Còn đặc điểm của con dê là sao? Không muốn làm việc tốt. Thế rồi những người này sẽ nói với Chúa, những cái người mà làm việc tốt đấy sẽ nói với Chúa rằng là ôi tôi chả bao giờ thấy Chúa đói, Chúa khát gì mà cho Chúa ăn, Chúa uống. Chúa nói rằng đấy, khi các con làm những việc này cho những người rất hèn mọn, nhỏ bé của ta chính là làm cho ta đấy. Thế còn những người thuộc về con dê cũng bảo là ôi tôi cũng chả bao giờ nhìn thấy Chúa đói, Chúa khát mà cho. Chúa bảo vì ngươi không làm những việc đấy cho những người hèn mọn của ta cho nên các ngươi không làm cho ta. Vì đôi khi thì chúng ta cũng giống như là người Lê Vi và thầy tế lễ nghĩ rằng là đã là phục vụ Chúa thì cứ phải ở trong đền thờ. Nhưng ở trong đền thờ cũng là phục vụ Chúa, mà ở ngoài nhà thờ cũng là phục vụ Chúa. Khi chúng ta làm những việc thiện lành cho những người khác thì đó là chúng ta đang tôn vinh và thờ phượng Chúa, đang làm cho chính Chúa. Chúa hiện thân ở đâu? Chúa hiện thân ở trong mỗi một cái con người mà đang gặp hoạn nạn ở ngoài thế gian này. Vừa rồi chúng ta có cái buổi truyền giảng của ông Franklin Graham ở trong Sài Gòn. Anh chị em có theo dõi phải không ạ? Ông là con của ông Billy Graham đã qua đời, về với Chúa cách đây một vài năm. Thì ông đấy hình thành ra một cái tổ chức là Samaritan First, tức là cái ví của người Samari. Rồi có một cái tổ chức khác cũng lấy tên là tổ chức tên theo cái câu chuyện này là The Good Samaritan, tức là người Samari nhân lành. Thì những cái tổ chức này là những tổ chức cơ đốc. Họ lấy cái cảm hứng từ cái câu chuyện Chúa Giêsu kể này. Và cái mục đích của họ là gì? Đi giúp đỡ những người nghèo khổ. Họ lấy tiền ở đâu đi giúp đỡ? Đương nhiên tiền không phải từ trên trời mà rơi xuống rồi. Tiền từ sự dâng hiến của tất cả các anh chị em con cái Chúa khắp nơi ở trên đất nước Mỹ và nhiều nơi. Họ góp tiền lại, họ trả lương cho những nhân viên, cho những người văn phòng, rồi tất cả các công đoạn để đi giúp đỡ. Trong đó Việt Nam của chúng ta cũng được hưởng đấy. Tổ chức cái làm việc ở Việt Nam đã khá lâu rồi đấy. Anh chị em có biết đâu ạ? Rất nhiều người Việt Nam chúng ta được giúp đỡ miễn phí từ cái tổ chức Cơ Đốc đấy đấy. Họ là người nước ngoài. Họ là người nước ngoài. Họ làm điều tốt cho người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta có làm điều tốt cho người Việt Nam không? Họ là người nước ngoài. Họ đến Việt Nam. Họ làm điều tốt cho người Việt Nam mình. Họ đến người Kinh. Họ đến người dân tộc thiểu số. Đặc biệt là những người vùng sâu vùng xa để giúp đỡ. Mình có bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm gì cho người của dân tộc mình hay không? Chúng ta thấy là cái tình yêu thương thực sự ở trong Chúa ấy, nó bao giờ cũng đi cùng với hành động. Những người tế lễ thì phục vụ trong đền thờ rất tốt, rất tích cực. Nhưng khi gặp người khác, thấy người khác gặp hoạn nạn mà nghĩ rằng anh nghĩ rằng đấy không phải là công việc của Chúa thì anh đã nghĩ sai. Chúa Giêsu kể cái câu chuyện người Samari để cho họ thấy rằng Chúa hiện thân từ trong những cái chi tiết rất nhỏ nhặt, những cái con người mà mình không hề nghĩ tới. Và khi mình làm một điều tốt nào cho một người khác, dù ở trong đạo hay ngoài đạo, là chúng ta đang làm cho chính Chúa của chúng ta. Và có ai làm cái gì cho Chúa mà Chúa không ban thưởng không ạ? Châm ngôn nói rằng người thương xót kẻ nghèo tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn và Ngài sẽ báo đáp lại ơn lành đó. Việt Nam của chúng ta còn có cái câu chuyện giáo dục về cái lòng thương người, quý vị, là sẽ được báo đáp. Quý vị nhớ là cái câu gì không ạ? Ăn một quả khế được trả bao nhiêu? Ăn có một quả khế được trả của bạn. Đấy là giáo dục về cái gì? Giáo dục về cái sự biết đền đáp về những cái việc thiện lành ấy. Tức là người Việt chúng ta không biết là diễn đạt như thế nào, lấy một cái câu chuyện là ăn một quả khế thì được trả lại rất nhiều. Là khi mình giúp đỡ cho một người khác thì một vị thần linh nào đó, ông nào đó siêu nhiên, ông ấy sẽ đền đáp lại cho mình. Chúng ta thấy không ạ? Ngay khi không có Chúa, người ta cũng giáo dục như vậy mà. Nên chúng ta có Chúa thì chúng ta càng biết chắc chắn một điều rằng mọi việc chúng ta làm cho Chúa, không một việc gì là không được đền đáp. Amen. Răng thứ nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Răng thứ nhất đoạn 3 câu 16-17. Chúa nói rằng nếu như trong vòng anh chị em, một người mà có khả năng để giúp đỡ người khác mà thấy anh em mình đang khó khăn mà chặt dạ, thì tình yêu Chúa ở đâu ở trong người đó? Chúng ta thấy tinh thần của Kinh Thánh à? Tinh thần của Kinh Thánh là tinh thần san sẻ. Tinh thần ở trong Chúa là tinh thần san sẻ. Điều gì tôi có thể giúp đỡ được, tôi giúp đỡ. Amen. Tất nhiên là Kinh Thánh trong Châm Ngôn cũng dạy chúng ta là miễn con có quyền làm điều đó, có nghĩa rằng mình không lấy tiền của người khác đi giúp đỡ. Con cái không lấy tiền của bố mẹ đi giúp đỡ cho người khác được. Mình không thể đi vay tiền để đi giúp đỡ cho những người khó khăn. Điều đó là phi lý. Kinh Thánh dạy chúng ta không đi bảo lãnh cho người khác. Quý vị đọc lại Châm Ngôn này. Không đi bảo lãnh cho người khác. Bố mẹ cũng không bảo lãnh cho con cái, con cái cũng không bảo lãnh cho bố mẹ. Người nào làm thì người đấy phải chịu trách nhiệm cho việc của mình làm. Quý vị nghĩ thế nào về một cộng đồng đi theo Chúa mà nơi đó mọi người chỉ gặp nhau hình thức về mặt tôn giáo thì tốt, nhưng thực chất thì chả có cái gì kết nối với nhau cả. Hội thánh trong thời kỳ sau rốt này sẽ tiến dần đến cái điều đó. Nhưng tôi chia sẻ điều này để anh chị em chúng ta phải tự nhắc nhở lại mỗi lòng của mình. Mình khác với người đi chùa nhé anh chị em nhé. Người ta đi chùa là đi vào mùng 1 hôm rằm. Ai vào chùa lễ xong người đấy về. Không ai cần biết đến ai. Mình đi vào Chúa là khác. Đi vào Chúa thì mình đi hàng tuần. Mà không phải chỉ mỗi hàng tuần Chủ nhật đâu, mà mình còn phải kết nối với mọi người xung quanh đây nữa. Và mình cần phải biết xem anh chị em mình trong hội thánh có ai có khó khăn gì không? Mình có giúp đỡ được gì không? Mình không có tiền giúp đỡ thì mình cầu nguyện. Cái miễn phí nhất và dễ nhất ai có thể làm đó là cầu nguyện cho anh em mình. Nhưng mà ai đấy vội, đi thì đến, về đến trễ, cùng lắm thì đến đúng giờ. Vừa nhóm xong cái đã về thì tôi hỏi anh chị em làm nào mình biết được cái người ngồi bên cạnh mình có nan đề gì? Không có thời gian trò chuyện hỏi anh có nan đề gì không? Vợ anh sao, chồng anh sao, con anh sao? Thì làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau được? Cầu nguyện là cái miễn phí, cái đơn giản nhất chúng ta có thể làm cho nhau. Nên tình yêu thương trong Chúa nó rất là thực tế. Khi chúng ta đi theo Chúa, ngoài việc kết nối với Chúa, chúng ta còn kết nối với nhau anh chị em ạ. Amen anh chị em. Ngoài việc kết nối với Chúa, chúng ta còn kết nối với nhau. Giống như thầy tế lễ và người Lê Vi ấy, lúc nào cũng nghĩ Chúa Chúa, nhưng mà Chúa ở trong đền thờ. Thế còn ra ngoài kia gặp người khó khăn thì bảo không, tôi chỉ phục vụ Chúa trong đền thờ thôi. Thì nó không cân đối. Chúa Giêsu kể cái câu chuyện trong Luca này để làm gì? Để nhắc cho mỗi chúng ta rằng phải cân đối trong cái đời sống. Phục vụ Chúa trong đền thờ là tốt, nhưng mà Chúa còn hiện thân từ trong những cái hoàn cảnh thực tế đấy. Và chúng ta nhìn thấy Chúa từ trong cái đó. Chứ không phải chỉ là nhìn thấy Chúa trong đền thờ và trong hội thánh của Ngài đâu. Điều thứ hai đó là khi chúng ta làm việc tốt cho người khác là gieo để cho mình sẽ gặt. Chúng ta xem lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chúa bảo chúng ta là chứa của cải ở đâu ạ? Ở trên trời. Làm thế nào để chúng ta có thể biến của cải dưới đất này thành của cải ở trên trời? Đấy, Kinh Thánh dạy chúng ta là chớ chứa của cải ở dưới đất. Tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi lại nhớ lại anh chị em mà tôi thấy buồn cười. Vì đúng là khi mà chúng ta có cái tâm thế là chứa của cải mình như đất thế, cho nên nhiều người mất tiền, mất bạc. Nhưng mà nếu mình chứa của cải trên trời bằng cách nào? Dâng hiến cho Chúa, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Đấy là cách mà chúng ta chứa của cải ở trên trời. Chúa nói rằng nếu mà chứa của cải ở trên trời sao? Không có ai đào ngạch khoét vách để có thể lấy được của cải của chúng ta hết. Cái câu Kinh Thánh này cũng cho chúng ta thấy rằng là khi nào chúng ta lên thiên đàng là khác nhau nha. Khác nhau đấy. Sẽ có sự khác biệt. Thế vậy là tùy vào những gì chúng ta gieo ở dưới đất này, chúng ta sẽ gặt ở trên trời. Có khi chúng ta gặt ở dưới đất. Có khi chúng ta không gặt ở dưới đất, nhưng gặt ở trên trời là chắc chắn. Galati đoạn 6 câu số 9: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Có người mình gieo ra đến cuối đời chả thấy gặt cái gì cả, nhưng con mình lại gặt, cháu mình lại gặt. Nếu chúng ta không gặt trong đời này thì sao? Lên trên thiên đàng chúng ta chắc chắn sẽ gặt. Lời Chúa nói làm sao? Nếu mà ai chỉ có sự trông cậy trong đời này mà thôi thì thật là khốn khổ cho người đó. Nếu mà chỉ có trông cậy trong đời này, có nghĩa là mình gieo cái gì là mình phải trông ngày mai mình phải gặt. Đến cuối đời mà trông không thấy gặt, ui giời, chán quá, đi theo Chúa gieo nhiều như thế mà chả được gặt cái gì, thôi không gieo nữa. Thì Chúa nói làm sao? Lời Chúa nói làm sao? Ai mà chỉ có trông cậy trong đời này thì thật là khốn khổ cho người đó. Có khi chúng ta gặt trong đời này, có khi chúng ta không gặt trong đời này, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặt trong đời sau. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 17 đến câu 19: hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo. Hội thánh của mình có ai giàu để tôi răn bảo. Đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Anh chị em nhìn lại xem, mình có nhiều tiền á, mình có ăn một ngày một cân thịt không? Cái người nghèo, có người nghèo nào đến nỗi không có thịt mà ăn không? Việt Nam của chúng ta đã trải qua cái thời kỳ của năm 4 năm, trải qua thời kỳ của năm 7 năm, trải qua thời kỳ nhận sự trợ cấp về đồ ăn rồi. Đến thời kỳ này là thời kỳ chúng ta phải hạn chế ăn lại, vì nếu mà ăn nhiều thì sinh ra bệnh tật. Nhưng Chúa nói với chúng ta làm sao? Chúa là đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Buổi sáng mở mắt ra là đã công bố Kinh Thánh: sư tử tơ bị thiếu kém và đói, ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va không thiếu của tốt gì. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đây là Chúa nói là Ngài là đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Nếu mà mình trông cậy vào của cải của mình có đấy, thì mình nghĩ là mình phải giữ đến ngày mai, đến tương lai mình mới có cái mà ăn chứ. Mình trông cậy vào, không có đức tin vào nơi Chúa thì mình sẽ trông cậy vào của cải của mình. Mình phải tích góp cho con cái của mình chứ không mai sau nó sống làm sao. Đến lúc nó lấy vợ, lấy chồng, đến lúc nó sinh con cái thì làm sao. Nghĩ thế không bao giờ dám dâng cho Chúa. Nghĩ thế không bao giờ dám đi giúp đỡ ai cả, rồi cứ tích thêm một chút cho con của mình. Nhưng Chúa nói làm sao? Ngài là đấng mỗi ngày ban vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Nếu như mình trông cậy Chúa thì con mình cũng trông cậy Chúa. Nếu mình trông cậy vào của cải thì con mình sẽ trông cậy vào của cải, không có đức tin nơi Chúa. Mà trông cậy vào nơi Chúa đấy, có đức tin nơi Chúa, của cải nó sẽ sản sinh ra dư dật hết đợt này đến đợt khác. Trong có đức tin nơi Chúa thì Ngài sẽ ban phước cho. Còn trông cậy nơi của cải đấy sao? Tiêu hết là thôi. Câu 18: hãy răn bảo họ làm điều lành và làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát, tức là nhanh chóng ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để cầm lấy sự sống thật. Cho nên những gì chúng ta gieo về mặt vật chất thì đấy sẽ là cái nền móng mà các thiên sứ sẽ xây nhà chúng ta trong tương lai. Đến khi lên thiên đàng gặp thiên sứ hỏi: thiên sứ ơi, dẫn tôi đến nhà của tôi. Thiên sứ bảo: dẫn đi lòng vào lòng vòng ở chỗ. Thế anh có biết địa chỉ nhà anh bao nhiêu không? Tôi tưởng là thiên sứ biết chứ. Thiên sứ tra sổ xem địa chỉ nhà bao nhiêu, anh đọc đúng ngọ tên, ngày tháng năm sinh, ngày anh chết đúng nào. Đọc rất chuẩn, rất chính xác. Tra mãi không ra. Tra mãi không ra. Cái tên nó làm mà chót. Nhìn mãi có mỗi một viên gạch. Làm có một viên gạch làm sao mà xây được? Anh gửi lên ít quá. Anh gửi lên đây ít quá. Chúng tôi chỉ mua được mỗi một viên gạch để chưa kịp xây một viên gạch, làm sao xây được nhà? Thế thì ôi thế thiên sứ ơi, thế cho tôi về, tôi sống, cho tôi sống lại. Xin Chúa cho tôi sống lại để tôi về tôi làm việc thiện đức, để giúp đỡ những người khác, để có nhiều gạch để xây. Thiên sứ cũng trả lời giống như Abraham trả lời với Lazarus là xin lỗi con, cơ hội hết rồi. Trong Ngôn đoạn 11 câu số 24, có người rải của mình ra lại càng giàu thêm lên, trong khi kẻ khư khư giữ của thì được sự túng thiếu. Cái người giải của mình ra thì lại được thêm lên, còn cái người khư khư giữ của thì lại túng thiếu. Có một cái nguyên tắc chung về tiền bạc trong cả lãnh vực tự nhiên lẫn trong lãnh vực thuộc linh. Trong lãnh vực tự nhiên đó là, quý vị biết không, khi kinh tế khó khăn ấy, thì người ta sẽ có xu hướng là thắt chặt chi tiêu, không chi tiêu nữa. Cho nên nhà nước họ phải đưa ra một cái gói là gói kích cầu. Quý vị biết mục đích của gói kích cầu là gì không? Để bình ổn giá, để cho các doanh nghiệp không có tăng giá. Ví dụ như là đợt vừa rồi chiến tranh Ukraine với Nga thì giá xăng có thể lên. Thế nhà nước có một cái quỹ bình ổn giá xăng để làm gì? Để cho các cái đơn vị đấy người ta không có tăng giá lên khi giá xăng thế giới tăng lên. Mà nhà nước sẽ lấy tiền của nhà nước bù vào cái khoản đó. Bởi vì khi giá xăng tăng thì sao? Tất cả mọi cái nó tăng theo. Và khi tăng theo người dân không có đủ tiền tiêu nữa, thì người ta có cái xu hướng thắt chặt lại, không chi tiêu. Và không chi tiêu, đồng tiền không lưu thông. Và khi đồng tiền không lưu thông thì kinh tế không phát triển. Đó là về thuộc thể. Còn về thuộc linh cũng tương tự như vậy. Quý vị nhìn thấy không ạ? Quý vị thấy trong Ngôn cũng dạy như nguyên tắc như vậy về thuộc linh nhé. Cái người mà giữ của mình lại thì chỉ tạo ra túng thiếu, còn cái người mà chia sẻ ban ra thì lại được dư dật. Hãy xem lại đi. Từ khi anh chị em đi theo Chúa đến bây giờ, mình đã cho được bao nhiêu người rồi? Tôi không nói rằng là chúng ta phải bán hết tài sản của mình để chia cho người khác. Nhưng chúng ta cần phải trích một phần thu nhập của chúng ta ra để giúp đỡ. Tìm một ai đó để giúp đỡ. Hàng tháng mình thu nhập được bao nhiêu đó phải trích một khoản cố định. Chứ không phải là lúc này tôi cảm động thì tôi giúp đỡ cho người nghèo, tôi dâng vào quỹ người nghèo. Lúc khác tôi không cảm động thì tôi chả giúp đỡ. Hoặc lúc khác tháng sau nhu cầu chi tiêu nhiều quá, tôi đã rèn luyện một cái đời sống kỷ luật về vấn đề tài chính trong việc dâng hiến và việc cho đi, kể cả lúc dư dật cũng như lúc nghèo thiếu. Lúc nào mình cũng để một phần riêng ra để giúp đỡ cho người nghèo, dù cho mình không có phải dư dật gì cả. Đó là kỷ luật thuộc linh anh chị em ạ. Vì chúng ta biết cái nguyên tắc của lời Chúa là khi mình giải của ra thì mình đang gieo cho chính mình để mình gặt lại. Thế bây giờ mình không gieo thì là mình gặt lại làm sao? Điều thứ ba, làm việc tốt cho người khác, chúng ta không trông mong được báo đáp. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 đến câu số 4. Xong khi người bố thí. Thế nào là bố thí ạ? Bố thí là giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người khó khăn. Đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Cái từ tay ở đây nó không nói đến cái tính chất vật lý. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái hình ảnh đại diện. Ví dụ tay ở đây nó nói đến cái gì? Nó nói đến nhiều cái để mình có thể hiểu được. Nó nói đến cái thái độ. Nó nói đến cái con người, tức là mình làm. Thì không cần cho người khác biết. Mình làm rồi mình quên đi. Chúa cũng giải thích này. Hầu cho sự bố thí của người được kín nhiệm, và Cha người là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho người. Đây là thái độ của một người cơ đốc khi chúng ta làm việc lành đây. Đó là hầu cho sự bố thí của người được kín dấu, được kín nhiệm. Và Cha ngươi là đấng thấy trong sự kín nhiệm sẽ thưởng cho người. Tâm lý của chúng ta là mình mà giúp đỡ ai thì mình cũng mong người ta là biết, người khác biết tới này. Rồi chúng ta giúp đỡ ai thì cũng mong rằng là cái người đấy sẽ báo đáp lại cho mình cái việc gì đó. Thế cái đấy là tâm lý bình thường của con người. Nhưng mà Chúa thì dạy chúng ta rằng là khi mình làm việc, mình mong nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Amen. Mong nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Còn nếu chúng ta mong nhận phần thưởng từ nơi con người thì mình mất phần thưởng đấy thôi. Tôi nói rằng nếu mà người đời mà khen các ngươi đấy, các ngươi mong nhận được sự khen thưởng từ nơi loài người thì sao? Mất phần thưởng từ nơi Chúa. Phần thưởng từ nơi Chúa có giá trị đời đời, chứ con người thì đáng được bao nhiêu? Luca đoạn 14 câu 12 đến 14, Ngài phán cùng với người mời Ngài rằng khi người đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Xong khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ai sẽ trả? Chúa sẽ trả. Có phải câu Kinh Thánh này Chúa dạy là mình tuyệt đối không được mời bạn bè, gia đình hay là những người mình yêu quý không? Không được mời những người giàu, có phải như vậy không? Khi chúng ta học Kinh Thánh là chúng ta phải, như tôi luôn luôn nhắc anh chị em ấy, là học một câu Kinh Thánh, hiểu một câu Kinh Thánh trong cả đoạn Kinh Thánh, hiểu một đoạn Kinh Thánh trong cả cái sách đó, và hiểu một sách đó trong tất cả 66 sách. Và rất nhiều người, vì mình chỉ là tín đồ bình thường, mình không có học nghiên cứu chuyên sâu như là các thầy truyền đạo hay mục sư, cho nên đọc câu Kinh Thánh ấy, đọc thế cứ thế hiểu như thế đó thì nó lại bị sao khiếm khuyết. Chúng ta phải hiểu ở đây đó là Chúa Giêsu muốn nói đến sự so sánh giữa cái việc tiếp đãi người giàu với việc tiếp đãi người nghèo, chứ không bảo là Chúa bảo là tuyệt đối không được tiếp đãi người giàu. Mọi người có hiểu không ạ? Anh chị em chúng ta học Kinh Thánh là phải hiểu sâu lời Chúa, chứ không hiểu cân đối, chứ không phải chỉ đọc một câu và hiểu lệch lạc đi là mệt lắm. Chúa không bảo là tuyệt đối không được tiếp đãi người giàu là gian ác. Chúa đang so sánh cái việc tiếp đãi người giàu và tiếp đãi người nghèo. Tiếp đãi người giàu thì sao? Họ có khả năng mời lại. Thì về phương diện con người thì không có vấn đề gì. Nhưng về phương diện thuộc linh thì mình cũng chẳng có phần thưởng gì từ nơi Chúa. Nhưng tiếp đãi những người khó khăn, những người tàn tật, những người mà đã không có khả năng trả cho mình ấy, thì mình sẽ nhận được phần thưởng từ nơi Chúa. Còn đương nhiên mình quý ai thì mình sẽ chúc phước cho người đấy. Đấy là chả có vấn đề gì cả. Thậm chí những người đấy là những người giàu, người ta có quan hệ với mình có tình thương với người ta, mình chúc phước người ta chả có vấn đề gì. Nó không sai. Nhưng Chúa chỉ đang so sánh giữa cái việc đó với cái việc tiếp đãi những cái người ta không có khả năng để cho mình lại. Anh chị em ạ. Cho nên mỗi một chúng ta là những con cái của Chúa. Chúng ta hãy tìm trong hội thánh của mình có cái quần áo nào có thể cho anh em mình được hay không? Nhà mình có nồi niêu song chảo gì, cái đồ dùng gì mà xem nhà anh em mình thiếu mình có thể cho được hay không? Nhưng mà khổ nỗi chả bao giờ biết nhà họ là làm thế nào, chả biết thì làm sao mà biết thiếu cái gì đâu mà cho. Khi chúng ta chia sẻ cho người khác, tập một thái độ đó là xong rồi quên đi. Tôi có một cái quyển sổ ghi chú tất cả các chi tiêu của tôi, từ thu đến chi, và khoản từng mục một. Ngày xưa tôi ghi bằng sổ giấy, nhưng mà sau nó phức tạp quá, tôi bỏ luôn. Ai mà nhớ ghi từng cái một. Nhưng mà cái ghi lại từ nó rất là hay, nó giúp cho mình kiểm soát được một tháng thu nhập của mình bao nhiêu, từng khoản gì, và mình chi vào cái khoản gì. Bây giờ thời đại công nghệ này quá dễ dàng, có cái điện thoại đơn giản, điện thoại nào cũng có. Mình tải cái phần mềm thu chi vào máy điện thoại của mình ấy, đăng ký một cái tài khoản email vào đó là nó lưu cho mình luôn. Mình muốn xem lại một năm trước, 2-3 năm trước đều có hết, không mất đi một cái nào. Và nó còn thống kê luôn cho mình tổng thu, tổng chi của một tháng và một năm, và nó tổng kết cho mình từng năm một. Đấy, anh chị em nào chưa biết thì tôi bày cho anh chị em. Và trong đó có một cái mục đó là mục cho và mục nhận. Ai cho tôi cái chúc phước cho gia đình chúng tôi, cái gì tôi ghi lại và ghi phần chú ở bên dưới. Nhưng khi mà tôi chúc phước cho ai cái gì đó thì thường là tôi chỉ ghi số tiền mà tôi không ghi tên cái người mình chúc phước. Để làm gì? Để cho mình quên đi. Vì thỉnh thoảng mình xem lại cái thu chi của mình ấy, mình nhìn tên người ta thì mình cứ mình đã từng chúc phước cho người này người kia. Nhưng mà ai chúc phước cho mình thì mình nên ghi lại tên người ta để cầu nguyện chúc phước cho họ và cảm tạ ơn Chúa. Nhưng khi mình chúc phước cho ai thì mình lên tẩy não luôn. Bye bye luôn, bye bye không nhớ luôn, bye bye forever. Quên hẳn luôn. Quên hẳn luôn những cái người nào mà mình chúc phước cho họ để làm gì? Mình nhận phần thưởng từ nơi Cha trên trời. Amen anh chị em. Chúa dạy chúng ta là ban cho và không mong nhận lãnh. Không mong nhận lại. Con người chúng ta là ban cho thì phải nhận lại. Của biếu là của cho, của lo, của cho là của nợ. Nhưng đấy không phải là tư tưởng Cơ Đốc. Đấy không phải là tư tưởng Cơ Đốc đâu anh chị em ạ. Ai nghĩ rằng là của biếu là của lo, của cho là của nợ, đấy không phải là tư tưởng Cơ Đốc đâu. Đấy không phải tư tưởng Kinh Thánh. Chúng ta cần gỡ bỏ cái tư tưởng ra khỏi mỗi chúng ta. Mình cho ai một điều gì đó, cảm tạ ơn Chúa. Tôi cho. Và tôi đã chia sẻ với anh chị em ấy, tôi học được một điều. Khi tôi ở Malaysia cách đây nhiều năm á, có một cái người này, người Mỹ gốc Việt đến. Mỗi lần đến thì cứ mua đồ, quần áo, các thứ cho tôi. Có những cái thì nói thật là tôi nhìn thì tôi cũng chả muốn mặc. Quần áo này, mình là người rất dễ. Đối với tôi ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng được. Công việc thì tôi cẩn thận, kỹ càng. Nhưng mà ăn mặc thì tôi rất dễ dãi. Nhưng mà cũng có những cái mình không mắc không nổi. Thế xong rồi tôi nói rằng thôi tôi không lấy đâu. Ngày đấy dạy cho tôi một cái bài học rất đơn giản là sao tôi nhớ mãi. Đó là ai ta cho mình cái gì mình cứ lấy cho người ta vui. Mình không dùng thì mình tặng lại cho người khác. Niềm vui lại nhân đôi. Cái người cho mình cũng vui và cái người mà nhận lại cũng vui. Niềm vui lại nhân đôi. Amen. Còn đâu khi mà ai ta cho mình cái gì mà mình từ chối thì sao? Cái người cho người ta không vui. Đó. Nên là cảm tạ ơn Chúa, đấy cũng là một cái bài học mà Chúa dùng người khác để dạy dỗ cho tôi. Và chúng ta học hỏi lẫn nhau. Chúa dùng nhiều người để dạy dỗ mỗi chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 35. Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ những người yếu đuối. Và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Mình làm việc kiếm tiền để mình ban cho. Nên đừng đến hội thánh với cái tâm thái là mong hội thánh giúp đỡ. Thì lại không đúng với lời Chúa dạy rồi. Hôm qua tôi chia sẻ ở Hà Nội và tôi cứ muốn lặp lại một điều này đối với anh chị em, đó là khi chúng ta có đức tin từ nơi Chúa, đức tin thật từ nơi Chúa, Chúa sẽ cảm động lòng người khác để giúp đỡ chúng ta. Nhưng khi mình đi xin người ta thì người ta không thích đâu. Mọi người có hiểu điều này không ạ? Mình có thể cho người khác rất nhiều tiền mà mình không cảm thấy tiếc, nhưng ai xin mình 1 đồng mình cảm thấy khó chịu. Vì mình không muốn là cái người có cảm giác như bị bóc lột. Bởi vì kể cả xin 1 đồng nhưng mà tôi chưa sẵn sàng thì tôi cũng không thích. Nhưng mà khi tôi sẵn sàng tôi có thể rút ra rất nhiều tiền để cho người khác. Cho nên đừng đi xin. Chúng ta có thể chia sẻ nhu cầu. Tôi đang thiếu tiền, tôi đang cần tiền, anh hãy cầu nguyện cho tôi. Khi mình đi xin người khác thì sao? Nhờ người khác hỗ trợ, người ta không giúp đỡ được, người ta cũng áy náy. Không giúp đỡ được người ta áy náy, người ta bảo ôi mình trong Chúa mà khó khăn quá mà cô ấy đến nhờ mình không giúp đỡ được, mình áy náy quá. Mình làm cho lương tâm người ta áy náy, người ta phải suy nghĩ, thì cái điều đấy cũng không cư xử trong tình yêu thương rồi. Rồi có khi người ta có tiền nhưng người ta chưa sẵn lòng để giúp đỡ, nhưng mình đến mình nhờ người ta giúp đỡ, mình cứ nài nỉ người ta giúp đỡ. Cuối cùng thì người ta vì nể mình, người ta phải rút tiền ra ta giúp đỡ. Thì cái lương tâm người ta khó chịu, người ta bảo về người ta lầm bầm, người ta khoe với chồng, người ta bảo, đến hội thánh của cái bà đấy bắt cứ nài nỉ. Mình đã chưa sẵn sàng, cứ nói đi nói lại, mình khó chịu. Ông chồng ông lại bảo, lại chửi bà vợ. Ông chồng lại quay ra chửi bà vợ. Bà vợ nghe ông chồng chửi bực quá là cùng hai vợ chồng chửi nhau. Xong rồi lại đến gặp mục sư. Gặp mục sư xưa xong rồi bắt đầu lại kể người này người kia trong hội thánh. Ôi cái bà này bà đến hội thánh bà cứ mượn tiền. Không, đấy không phải là điều chúng ta nên làm. Cho người khác rất nhiều tiền chúng ta không cảm thấy tiếc vì lòng của mình sẵn sàng. Nhưng ai mượn mình 1 đồng mình cũng không thích. Vì cái lòng của mình nó chưa có sẵn sàng. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng đừng đi mượn tiền người khác. Cũng đừng đi xin tiền người khác. Nếu chúng ta thực sự có đức tin từ nơi Chúa, cầu nguyện, Chúa sẽ cảm động lòng người khác giúp đỡ cho chúng ta. Và đến hội thánh người ta không có cảm giác cái chỗ này là cái đơn vị gọi là chuyên đi lợi dụng. Cho nên nhiều người giàu không dám bước vào trong hội thánh. Mà có bước vào trong hội thánh hôm chủ nhật là có bình thường đi ra ngoài đeo nhiều vàng, đến hội thánh cất hết đi. Sợ ông nhìn nhiều vàng quá đi mượn. Mà không mượn thì tự nhiên người ta cũng chỉ trích đến hội thánh mà đeo nhiều vàng nó sống giả tạo. Ai ta dám đến, người giàu nào ta dám đến hội thánh nữa. Quý vị là ở một số nơi ở nước phương Tây đấy, nhưng một số mục sư chia sẻ là trong hội thánh mấy mục sư phải nói với cả tín đồ không đến xin chữ ký của những người nổi tiếng nhé. Có một số những người nổi tiếng, người ta tin Chúa, người ta đến, người ta dự hội thánh mà. Nhưng mà có xu hướng là gặp diễn viên, ca sĩ, gặp người nổi tiếng là cứ xin chữ ký. Làm cho người ta rất khó chịu. Anh làm việc đó ở ngoài đường thì người ta cảm thấy bình thường. Nhưng anh làm việc đó trong nhà thờ, người ta cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì tâm lý người ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, chứ không phải đến đấy để mà cho người này người kia xin chữ ký. Thì cũng tương tự như vậy thôi. Người ta đến để thờ phượng Chúa, người ta có thể dâng hiến rất nhiều tiền cho công việc Chúa. Nhưng mà ai đến gặp họ xin một đồng, vay một đồng, người ta cũng khó chịu. Không có vay mượn gì trong hội thánh và không có xin xỏ gì trong hội thánh hết. Nếu chúng ta có đức tin từ nơi Chúa, trông cậy, cầu nguyện, lạy Chúa, đây là nhu cầu của con. Con đương nhiên mình có thể chia sẻ nhu cầu, anh chị em cầu nguyện cho tôi đang đầu tư vào cái này, hay nhà tôi xây nhà hay cái gì đó. Con tôi đang bị bệnh thiếu 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu bao nhiêu. Mình cứ chia sẻ mọi người cầu nguyện. Cầu nguyện xong mà có ai giúp đỡ tôi được không là dở đấy. Cầu nguyện xong lại tệ hơn nữa. Tôi cầu nguyện này, Chúa chỉ tôi đến gặp anh. Đã thôi rồi. Chúa nào bảo anh đến gặp tôi? Đấy là lòng của anh, chứ không phải là Chúa nào bảo cả. Nếu mà Chúa bảo thì tự Chúa cảm động lòng tôi để giúp đỡ anh. Cho nên đây là điều chúng ta cần phải triệt để trong hội thánh của Chúa. Không vay, không mượn, không xin xỏ gì trong nhà của Chúa hết. Mình có nhu cầu, mình có thể chia sẻ. Anh em cầu nguyện, giúp đỡ được cái gì? Hết lòng để giúp đỡ vì đây là gia đình của Chúa. Nhưng không xin xỏ vay mượn. Chúa Giêsu nói ban cho thì có phước hơn nhận lấy. Khi chúng ta làm việc lành, chúng ta mong chờ sự ban phước từ nơi Chúa. Ông Bill Gates, quý vị biết Bill Gates không ạ? Bill Gates là giám đốc và là người hình thành nên cái công ty Microsoft, mà từ đó chúng ta có cái phần mềm máy tính mà chúng ta sử dụng đấy. Ông đấy là một trong, phải nói rằng, mà con người có ơn của Chúa và được sự ban phước đặc biệt, và chúng ta nhân loại này cũng sống nhờ cái thành quả của ông ấy. Thì ông ấy dành rất nhiều tiền để làm từ thiện. Thì ông ấy nói rằng là khi kể cả vợ ông ấy, vì họ trưởng dưỡng lớn lên trong gia đình Công giáo, mà từ bé họ bảo ấy, kể cả người vợ, ông nói là từ bé lớn lên trong gia đình nghèo khó khăn lắm, nhưng ấy, bà mẹ lúc nào cũng bảo là con phải để dành một phần cho người nghèo. Lúc nào từ bé cũng dạy là con phải để dành một phần cho người nghèo. Lúc nào cũng phải để dành một phần cho người nghèo. Và đây cũng là cách chúng ta giáo dục con em của mình. Lúc nào cũng phải để dành một phần cho người nghèo. Khi ăn, giáo dục con bằng cách là gì? Cảm tạ ơn Chúa ban cho con đồ ăn. Con cầu nguyện cho những người nghèo khổ có đồ ăn. Cứ nghe nhiều như thế, tự nhiên con em của mình sinh ra một cái lòng thương đối với những người nghèo khổ. Thế mà nếu mình cứ cầu nguyện lạy Chúa hôm nay chỉ có cơm mới rau, ngày mai xin Chúa cho thịt, thì con của mình cứ mãi mãi chỉ tìm cách để xin Chúa đáp ứng cho nhu cầu. Nhưng mà nếu mình cầu nguyện lạy Chúa cảm ơn Chúa, con có rau với cơm, hôm nay không có thịt, xin Chúa cho con có thể gặp một cái người nào khó khăn để con chia sẻ một chút cơm chút rau cho họ. Giáo dục được cho con em mình cái lòng thương người. Mà chúng ta là người có đạo mà chúng ta không thương người đấy, thì xin anh chị em đừng có nhận mình là người theo đạo. Theo đạo thì phải thương người chứ. Theo đạo phải có lòng thương người anh chị em. Khi chúng ta làm việc lành, nhận phần phước từ nơi Chúa, trông mong từ nơi Chúa. Người ta có trả công cho mình, người ta có khen mình hay không khen mình, cũng tạ ơn Chúa. Làm xong phần việc của mình rồi đi. Amen. Cuộc đời tôi giúp đỡ cho biết bao nhiêu người, cả về vật chất lẫn về tinh thần lẫn về tâm linh cho bao nhiêu người. Nhưng xong rồi tạ ơn Chúa. Có những người người ta đền đáp công ơn của mình, tạ ơn Chúa. Có những người ta không đền đáp công ơn của mình, tạ ơn Chúa. Có những người người ta đối xử tốt với mình, có những người người ta đối xử rất tệ đối với mình, tạ ơn Chúa vì tất cả những việc con làm là làm cho Chúa. Người ta có đối đáp với con như nào thì con vẫn được phước từ nơi Chúa, con không mất phần thưởng. Người ta có đối đáp như nào con không mất phần thưởng vì con đã làm phần việc của mình. Đôi khi Chúa cho những người khác, mình giúp người khác và Chúa lại để cho họ đối đáp với mình một cách vô ơn bạc bẽo để thử xem là cái lòng của mình có thực sự làm vì Chúa hay không, hay là làm để mong nhận lãnh. Không anh chị em? Đôi khi Chúa lại cho phép như vậy để xem là mình thực sự là mong đợi cái điều gì, mong nhận phần thưởng từ nơi trên cao kia hay là mong người ta trả công ơn cho mình. Amen, tạ ơn Chúa. Tôi vẫn còn nhớ những cái ngày đầu của hội thánh đó. Hội thánh dâng hiến ít lắm. Dâng hiến rất ít. Đến vì dịp Giáng sinh thì thường là mua quà tặng cho những cái anh em mà tham gia tích cực vào những công tác hội thánh để khích lệ mọi người. Đến phần của mình hết quỹ. Mình là mục sư, mình là lãnh đạo, hết quỹ, bao nhiêu quà dành hết cho anh em. Chả ai tặng quà cho mình, mà chỉ có mọi người nghĩ mình tặng quà cho người ta. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Nếu mình trông mong phần thưởng từ con người, từ nơi hội thánh, mình sẽ chẳng được gì từ nơi Chúa. Người ta có thể chúc phước cho mình nhưng mình không mong từ nơi họ. Amen. Người ta có, Chúa có thể dùng người ta để chúc phước cho mình, Chúa có thể dùng hội thánh để chúc phước cho mình, và tất cả những điều đấy không phải là niềm trông mong của mình. Sự trông mong của mình đến từ Đức Giê-hô-va, đấng tạo nên trời và đất, đấng không thiếu thốn điều gì hết. Mọi công việc của mình đã xây đắp rất nhiều gạch lên đấy, nhà rất to, anh chị em nào cần tôi sẽ cho ở nhờ. Amen, hallelujah. Đi phục vụ Chúa ở hội thánh thường là giảng xong thì người ta sẽ có phong bì tặng cho mục sư. Có hội thánh không tặng phong bì, có những hội thánh tặng ít quá. Mình trông mong vào cái phong bì đấy hay mình trông mong phần thưởng từ nơi Chúa? Amen, hallelujah. Trông mong phần thưởng từ nơi Đức Giê-hô-va, đấng tạo nên trời và đất. Cảm tạ ơn Chúa. Có anh chị em đi giúp đỡ những người khác, giúp đỡ xong người ta quay ra người ta làm những cái điều không tốt. Rồi sau đó thì đăng lên trên Facebook. Tôi đọc được: từ giờ trở đi không giúp một ai. Rất tiếc là mục sư lại đọc được. Mục sư đọc lần đây nhưng không đọc tên. Đọc tên sợ xấu hổ. Giúp đỡ cho người ta có lấy oán báo ơn. Tạ ơn Chúa vì con nhận phần thưởng từ nơi Đức Giê-hô-va. Chứ không phải là người ta lấy oán trả ơn rồi mình nói từ bây giờ không giúp ai nữa. Mình đang dừng việc gieo. Mà dừng việc gieo thì thiên sứ đang cầm vôi vữa để chát tự yên. Vừa đưa vôi vào không có gạch. Thiên sứ gọi điện đến: anh ơi, gửi gạch lên đây tôi xây. Cái thằng kia nó xấu quá, tôi không xây nữa. Thôi nếu mà thôi thế thiên sứ không có việc rồi, thất nghiệp rồi. Tạ ơn Chúa, chúng ta làm lành và cứ tiếp tục làm lành. Amen. Điều thứ tư đó là chúng ta làm việc tốt cho người khác để giết chết lòng tham và sự keo kiệt. Mình làm việc tốt, mình chia sẻ tiền để giết chết lòng tham và sự keo kiệt. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21: vì chưng của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Amen. Lòng của mình ở đâu thì của cải mình cũng ở đó. Cho nên Nếu mà lòng mình ở trên trời thì của cải mình thích chứa trên đấy, mà nếu mà lòng mình dưới đất thì mình thích chứa của cải dưới đây thế thôi. Cái lòng tham của chúng ta nó nhiều lắm. Con người mình, đặc biệt như tôi nói là lúc khó khăn thì mình lại có xu hướng giữ tiền nhiều hơn. Nhưng đấy là lúc mình cần phải chia sẻ nhiều hơn. Chia sẻ, ban cho. Nếu anh chị em nào đã có thói quen mà để một phần ra để dâng hiến quỹ người nghèo hay giúp đỡ cho người nghèo á, mà đùng một phát mình gặp khó khăn, cứ tiếp tục làm, đừng có vì gặp khó khăn mà mình dừng lại, để nó giết chết cái lòng tham và sự keo kiệt trong mỗi con người của chúng ta. Điều thứ 5, đó là chúng ta làm việc tốt cho người khác ấy, là chúng ta vâng lời Chúa dạy. Hebrew đoạn 13 câu 16: chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người Lê Vi và thầy tế lễ nghĩ rằng ôi tôi chỉ có tế lễ ở trong đền thờ thôi. Sách Hebrew nói tế lễ đẹp lòng Chúa cũng là gì? Cũng là sự giúp đỡ cho người khác, chứ không phải chỉ phục vụ ở trong đền thờ mới là tế lễ cho Chúa. Tế lễ cho Chúa bằng giúp đỡ cho người khác, đấy cũng là một phần của chức vụ tế lễ, chứ không phải chỉ phục vụ ở trong đền thờ. Tôi xin tóm lại có 5 điều khiến cho chúng ta nên làm việc thiện lành cho người khác. Thứ nhất, đó là chúng ta làm việc tốt lành cho người khác là chúng ta làm cho Chúa. Thứ hai là chúng ta giúp đỡ cho người khác là gieo cho chính mình. Thứ ba, đó là chúng ta làm việc tốt cho người khác, không mong người khác báo đáp lại mà mong nhận từ Chúa. Thứ tư, chúng ta làm việc tốt cho người khác để giết chết lòng tham và sự keo kiệt của mỗi chúng ta. Thứ năm là chúng ta làm việc tốt cho người khác để vâng theo lời Chúa dạy. Rồi phần cuối cùng trong bài giảng của tôi đó là tôi sẽ giúp ai trước, giúp đỡ ai sau đây. Hay là cách khác là thứ tự ưu tiên trong việc làm thiện lành. Mác đoạn 12 câu 33: thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân cận như mình ấy là hơn mọi của lễ, cùng hết thảy của lễ thiêu và của lễ. Trước hết là ai ạ? Trước hết là ai? Chúa, và sau đó là người lân cận. Cho nên việc đầu tiên là mình phải dâng cho, về thứ tự dâng cho Chúa đầu tiên đã, sau đó mình bây giờ mình chưa dâng hiến cho Chúa, chưa dâng hiến vào phần mười cho Chúa, chưa dâng những cái khoản dâng cho Chúa mà mình đã nghĩ tới người nghèo thì không đúng rồi. Bao giờ mình cũng phải nghĩ tới dâng cho Chúa đầu tiên, sau đó mình mới nghĩ tới người nghèo. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu số 8: nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó là kẻ chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người vô tín. Cái từ là người nhà mình ấy, trong tiếng Anh là có nghĩa là gia đình riêng. Gia đình riêng là gồm vợ chồng và con cái. Tức là người nào mà không cấp dưỡng cho bà con mình, bà con ở đây nó bao gồm cái gia đình rộng hơn là bố mẹ. Đó, và cái gia đình riêng của, đặc biệt là gia đình riêng mình, thì còn xấu hơn những người mới vô tín. Thế như vậy, và thêm một câu kinh thánh nữa để tôi sẽ phân tích cho anh chị em là chúng ta nên giúp đỡ cho đối tượng nào trước. Galati đoạn 6 câu số 10: vậy đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là những anh chị em cùng gia đình được tin. Thế như vậy là bây giờ ví dụ như là tôi một tháng tôi chỉ có 100 hoặc là 200 tôi để tôi giúp đỡ cho người khác thôi, gọi là tất cả mọi cái nó không còn dư ra một xu nào, thế thì tôi sẽ giúp đỡ cho ai đây? Chúng ta làm theo nguyên tắc từ lời Chúa, đó là ưu tiên nhất cho người trong gia đình của mình. Gia đình của mình, sau đó là ai? Anh em đồng đức tin, và cuối cùng mới đến người ngoại. Gia đình cùng đức tin là sẽ ưu tiên hơn người ngoại. Ưu tiên hơn chứ không phải là chỉ duy nhất nhé. Ưu tiên hơn có nghĩa là nếu như mình chỉ có một khoản thôi thì hoặc là phần nhiều mình sẽ trích ra để giúp đỡ cho những người trong Chúa hơn là ở bên ngoại đạo. Vì chúng ta có cái nguyên tắc Chúa dạy, đó là yêu người lân cận. Như vậy là đâu là người lân cận gần nhất của mình thì mình sẽ giúp đỡ cho người đấy trước. Mình về gia đình đức tin thì mình sẽ ưu tiên cho giúp đỡ cho người hội thánh mình trước khi giúp đỡ cho người hội thánh khác. Bởi vì chúng ta dựa vào nguyên tắc của người lân cận. Như vậy là ai gần với mình hơn, cũng là con cái Chúa, nhưng mà những người trong hội thánh mình sẽ gần mình nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ một trường hợp nào khác, mình di chuyển đến hội khác đến để sinh hoạt, thì mình lại ưu tiên để giúp đỡ cho cái người của hội thánh kia, chứ không phải ưu tiên cái hội thánh cũ nữa. Mọi người hiểu chưa? Vì chúng ta sống trên cái nguyên tắc lời Chúa là nguyên tắc của người lân cận. Tức là đơn vị nào gần nhất với mình thì mình sẽ ưu tiên để giúp đỡ cái người đó nhiều hơn. Amen. Chúng ta cũng đứng dậy cầu nguyện. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.